Dạ rồi, khi mà đến với gian hàng này thì nghe đâu đó những mùi thơm hương thơm rất là tuyệt vời, cảm giác rất là an nhiên và dễ chịu ạ. Dạ, xin được chào anh chị ạ. Cho em hỏi là hiện tại là doanh nghiệp của mình là tên là gì và mình đang kinh doanh sản phẩm gì ạ? Anh hãy chia sẻ một tí, mời anh. Doanh nghiệp của mình là Gia Bảo. Dạ. Trầm Hương Gia Bảo. Trầm Hương Gia Bảo. Trầm Hương Gia Bảo. Rất nhiều những sản phẩm được làm từ trầm hương, rất là thơm nha quý vị, rất là quý và rất là tốt cho sức khỏe của mình nữa. Và quý vị thấy được rằng vòng đeo tay hoặc là tượng Phật hay là rất nhiều những sản phẩm rất là đẹp được chế tác rất là công phu, rất là tuyệt vời.